Nhá. Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn nhanh cái cách thức sử dụng cái công cụ có tên là quiz.com. Đầu tiên thì ta sẽ truy cập vào địa chỉ quiz.com như này. Quiz đây. Và tại đây thì chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản miễn phí. Đấy. Thì cái này nó cũng có gói trả phí, nhưng mà về cơ bản là chúng ta sẽ đăng ký một cái gói trả phí bằng công cụ Google, Gmail. À, tôi sẽ tìm cách để tôi lock out cái tài khoản của tôi ra để hướng dẫn cho mọi người từ đầu. Đấy. Thì khi mọi người vào cái trang chủ quiz.com như này, đấy, thì mình có thể là đây có rất nhiều những cái trò chơi đúng không? Đấy, thế bây giờ mình sẽ bấm vào đây. Đấy, mình có tài khoản rồi thì mình sẽ chọn sign in. Thế còn nếu mà mình chưa có tài khoản thì mình chọn quit here. Create create là tạo đấy. Rồi. Đấy. Thì mình bấm tạo này. Thì create account này thì mình chọn là continue with Google đi, hoặc là mình đánh email username vào đây. Thế ví dụ như tôi thì tôi sẽ chọn là continue with Google và tôi sẽ chọn một cái email đó để tôi vào, thế là xong. Đấy. Sau đó thì tôi sign in vào. Thì đây là cái giao diện trang chủ sau khi mà mình đã tạo tài khoản và mình đăng nhập bằng Gmail đó. Thế thì bây giờ mình sẽ tạo một cái chương trình quiz. Quiz trong tiếng Anh dịch ra tiếng Việt có nghĩa là câu hỏi đố. Câu hỏi đố thì cái trò chơi của mình ấy, cái trò chơi của mình đang được chơi ấy, thì đấy chính là mình tạo quiz. Thì mình vào đây mình tạo một cái quiz này, tiếng Anh là create create a quiz, được chưa? Và cái gói miễn phí thì được chơi tối đa là 300 người. Gói miễn phí là được chơi tối đa 300 người. Thế còn nếu mà mình muốn chơi nhiều hơn thì có thể là mình sẽ phải nâng cấp cái gói trả phí. Mình nâng cấp cái gói trả phí lên. Nó khoảng 2 đô một tháng. Đấy thì nó cũng khá là rẻ thôi nhá. Còn không ấy, thì mình cứ dùng cái gói miễn phí mà có 300 người chơi như thế này. Như ở đội của Viettel ấy thì một lớp này chỉ khoảng độ 100, 120 anh chị học viên thì tôi dùng cái gói miễn phí này cũng rất là hợp lý. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào đây mình tạo quiz mới. Đấy, mình tạo quiz mới thì đây là các nút này. Đây là thêm trang này, slide này, thêm trang này. Đấy, button là nút này. Đấy, rồi thì reorder tức là mình sắp xếp thứ tự này. Location tức là mình có thể là đưa ra cái bản đồ này. Đấy. Cái dạng này là dạng try answer, tức là có thể là phải đánh cái câu trả lời vào thay vì chọn. Đấy. Thế còn checkbox là những cái câu trả lời mà nhiều câu trả lời đúng cùng một lúc. Được chưa ạ? Vâng. Thì ở đây thì hầu như chúng ta sẽ chủ yếu là sử dụng cái button này là ok nha. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta làm. Đấy. Thế thì ví dụ như là chúng ta sẽ chuẩn bị 10 hay là 20 cái câu hỏi, hay là nhiều hơn cái số câu hỏi có sẵn, và thường thì mình sẽ chọn là đáp án ABCD. Đấy, có 4 đáp án và chọn một đáp án đúng. Thì bây giờ mình sẽ làm thử một cái ví dụ nhé. Mình sẽ làm thử một cái ví dụ. Đấy, cái câu hỏi ở đây mình sẽ hỏi là ví dụ thôi ạ. Đây là mạng xã hội nào có số lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam tính đến năm 2024, hỏi chấm. Đây là câu hỏi đúng không? Thế thế thì cái correct answer tức là cái câu trả lời đúng là gì, thì mình sẽ điền cái câu trả lời đúng vào đây. Đấy, thí dụ như là mình sẽ điền ở đây là Facebook. Đấy. Rồi. Thế thế sau đó thì mình sẽ cho ba cái đáp án sai tung hỏa mù ở chỗ này đúng không? Có thể là gần gần, có thể là giống giống, có thể là sai. Thế ví dụ như đây là YouTube này. Đấy, ví dụ như đây là TikTok này. Ví dụ như đây là Zalo này. Đấy, thế thì câu trả lời đúng là mình để là Facebook. Thế thì hệ thống nó sẽ tự động nó chọn cái câu trả lời đúng và nó cho điểm. Đấy, và cái phần fun fact. Fun fact tức là cái
một số những cái thông tin về sự thật. Thế thì ở đây khi mà mình trả lời xong thì mình có thể nói là hiện nay Facebook có 90 triệu người sử dụng tại Việt Nam. Ok. Thế thế thì với như thế này thì khi mà các bạn ấy chọn YouTube thì nó sẽ là ra đáp án sai. Đấy, thế thì cuối cái câu hỏi khi mà next sang câu tiếp theo ấy thì nó hiện ra cái đáp án đúng là cái fun fact này, tức là cái sự thật đấy. Fact ở đây là sự thật, là cái con số thống kê ấy. Đấy, thì mình sẽ nói tùy, thường thì mình cũng không cần phải làm như này đâu nhá. Thế còn cái phần ảnh ở đây thì mình có thể đưa media vào hoặc là mình dùng AI. Đấy, mình dùng AI thì gói này phải trả phí thì thôi. Thì mình vào đây mình tìm. Đấy, mình tìm chữ mạng xã hội này. Enter một cái. Thế. Thế thì nó ra những cái ảnh như thế này. Đấy, ảnh này chẳng hạn, đúng không? Thế mình sẽ tải cái ảnh này về. Đấy, mình tải về mình để desktop này. Thế vào đây mình mới add media, tức là thêm media. Đấy, mình chọn upload này. Mình chọn upload, mình chọn cái ảnh mình vừa tải về đấy. Đây ạ. Thế thế là như vậy ta đã hoàn thiện một câu hỏi. Hoàn thiện một câu hỏi là gồm có là câu hỏi này, đáp án đúng này, correct answer tức là câu câu trả lời đúng đấy, và false answer tức là những câu trả lời sai. Thì một câu trả lời đúng cho vào đây, ba câu trả lời sai cho vào đây, và chọn một cái bức ảnh để minh họa. Đấy, một cái bức ảnh để minh họa. Ok. Thế tương tự như thế thì mình bắt đầu là thêm slide. Đây mình thêm slide câu hỏi số 2. Thì mình cũng làm tương tự là dạng button, mình bấm button tiếp. Thế câu này mình đặt câu 2 là ví dụ như là mạng xã hội nào là mạng xã hội chia sẻ video ngắn phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Thế thì bắt đầu mình sẽ lúc này mình lại chọn TikTok, đúng không? Facebook, YouTube, Zalo. Đấy, thế thì đáp án vẫn như vậy thôi. Thế nhưng mà mình lại thay đổi cái câu hỏi đi. Thế mình vào đây mình chọn đấy. Có thể sử dụng cả hình ảnh, có thể sử dụng video, có thể sử dụng ảnh đường phố. Đấy, có thể sử dụng rất nhiều những cái có sẵn ở đây, mình tìm. Đấy, social media. Đấy. Đấy, thế ví dụ như đấy thì mình thấy cái nào đẹp thì mình phù hợp thì mình minh họa. Mình thấy cái nào phù hợp, ví dụ như cái này đi, mình thấy minh họa thì là mình đỡ phải tải. Đúng không? Xong rồi. Đó, thế bây giờ hai câu nhé, tôi vừa làm hai câu nhé. Thì các anh chị sẽ làm 10 câu, 20 câu, 30 câu tùy anh chị. Coi như là tôi đã xong này. Tôi xong này, ok. Thế thì bây giờ tôi đặt tên này. Đấy, đây là nó ăn untitled, tức là chưa có tiêu đề. Đấy, thì tôi đặt tên nó là test quiz hướng dẫn, đúng không? Đấy. Thế xong tôi cũng cho một cái ảnh bìa vào đây. Đấy. Và tôi cũng mô tả đây là video hướng dẫn các anh chị Viettel nhé. Ok. Đấy. Thế bây giờ cho cái ảnh vào đây. Đấy. Thì mình sẽ chọn một cái ảnh nào đó của Viettel hay cái gì đó mình đưa lên. Được chưa? Hoặc là không thì thôi, thế là xong rồi. Đấy, done. Thế thì ở đây các anh chị nhìn thấy là đấy, nó ra những cái phần một số câu hỏi đây, ví dụ như là Viettel Bình Định này, Viettel Đà Nẵng này. Thế cái test quiz này tôi chưa đưa ảnh thì nó không có ảnh, đúng không? Thế bây giờ tôi đưa một cái ảnh vào đây. Thế bây giờ chơi thì chơi như nào? Đấy, đây là chơi thì chơi như nào. Thì bây giờ mình bấm vào đây nhá, mình bấm vào Play Now này, Viettel Đà Nẵng này, mình bấm vào đây. Thế thế sau đó mình để cái chế độ này, mình để cái chế độ này và mình bấm cái mã này to lên để cho mọi người vào. Đấy, cho mọi người quét cái mã này vào, tất cả mọi người quét cái mã này vào xong nhá, thì nó sẽ có cái phần hiện ra tên. Đấy, thì mình sẽ bảo mọi người đổi tên. Đây này, nó có music này. Đấy, rồi voice này, cái giọng nói này mình giảm đi này. Đấy, ví dụ như thế, đúng không?
Thế sau đó là mình bấm chơi. Khi mà mọi người vào đủ hết rồi, mọi người vào đủ hết rồi thì nó hiện ra bao nhiêu người chơi, 50 người, 100 người đây, thì mình bấm chơi. Đấy. Thì đây ví dụ đi bấm chơi này, đổi tên này, đổi tên thành Phan Anh này. Đấy. Thì cái hình này nó sẽ đổi ngẫu nhiên kệ nó, đúng không? Đấy. Hoặc là mình có thể đổi cái hình mình muốn. Đấy, mình có thể đổi cái hình mình muốn. Ok. Thế là Phan Anh sẽ tham gia vào chơi. Thế khi mà nó chơi ấy, thì cứ để cho nó chạy như thế này, đúng không? Cứ để cho nó chạy như này. Đấy, thế bây giờ là sàn thương mại điện tử, đúng không? Không phải là sàn thương mại điện tử, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ ví dụ TikTok Shop thì nó không phải. Đấy, xong thì cứ để nó chơi, cứ để nó chạy bình thường. Thế là mọi người chơi hết, mọi người chơi hết xong thì là nó chuyển sang câu. Đấy, và nó sẽ cho mình điểm. Ok nhá. Thế xong đó là cuối là sẽ có ranking. Đấy, cuối thì có cái ranking thì đừng bấm tắt đi nhá. Là được. Ok.